Nếu bạn không muốn mình bị đau khớp thì hãy thường xuyên ăn các thực phẩm sau nha. Bệnh khớp có rất là nhiều nguyên nhân, do tuổi tác, do di truyền hay là do công việc. Vậy nên ăn uống làm sao để hạn chế và phòng ngừa bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp cũng rất được mọi người quan tâm. Hôm nay em sẽ mách với mọi người những thực phẩm tốt cho khớp. Thứ nhất là cá điếu chứa axit béo omega 3 giúp giảm các chứng đau mỏi khớp. Thứ hai là nước hầm xương chứa nhiều glucosamine, chondroitin giúp sụn khớp, cắt khỏe. Ngoài ra nó còn chứa nhiều canxi giúp cải thiện tình trạng viêm khớp. Thứ ba là sữa và chế phẩm từ sữa chứa nhiều vitamin D, collagen thủy phân giúp sụn, tăng độ dẻo dai và giảm nguy cơ thoái hóa. Thứ tư là các loại rau có màu xanh đậm, giàu canxi và vitamin K giúp giảm viêm khớp, giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi. Thứ năm là các loại nấm, nó giúp ngừa thoái hóa và hấp thụ canxi, chống còi xương, nuôi dưỡng khớp linh hoạt. Thứ sáu là trà xanh, khoa học chứng minh là trà xanh kích thích tạo xương, giúp hạn chế mất chất ở xương. Thứ bảy là các loại gia vị như gừng, ớt, tỏi có tác dụng hỗ trợ chống viêm.